Mượn cớ làm thêm giờ, cô gái này đã tỉnh các fan nam của màn ảnh nhỏ. Cô ta định cởi đồ mang lại chút lợi ích cho người hâm mộ thì bị đồng nghiệp xông vào can ngăn. Họ làm việc quan trọng hơn vào ban ngày và làm thêm giờ vào ban đêm. Vừa ra khỏi cửa, họ cảm thấy ớn lạnh sống lưng, một cái đầu lơ lửng sau lưng. Mặt khác, cô gái vẫn bị mê mẩn bởi vẻ ngoài quyến rũ của mình và không thể thoát khỏi nó. Đột nhiên con chuột rơi xuống đất, chiếc ghế tự động quay, màn hình máy tính sáng lên, trong phòng làm việc có tiếng kêu lạ. Sau đó, tất cả các máy tính cùng nháy màn hình. Cô gái gần như chìm trong sợ hãi. Tôi sẽ không cởi nữa. Ha ha a ha ha. Hóa ra tất cả chỉ là một trò đùa của sếp để trừ lương tăng ca của nhân viên. Họ đã diễn một màn kịch ma ám. Sau khi gây rối như vậy thì nhân viên sợ không dám làm thêm giờ. Tuy nhiên, sếp trở nên tàn nhẫn và ngay cả người của mình cũng không buông tha. Sếp đề nghị ăn no căng bụng trước khi quay lại làm thêm. Lúc này, anh chàng có râu xồm xoàm nghe thấy động, bước vào phòng cà phê, trong góc xuất hiện một bóng đen. Nhưng khi bật đèn lên, tất cả những gì anh nhìn thấy chỉ là cây lau nhà. Đột nhiên tủ lạnh rung chuyển dữ dội, anh chàng có râu khẽ mỉm cười chỉ định đó là sếp, lão già này vẫn chưa rời đi sao. Ngay lập tức đặt chân vào cửa tủ lạnh. Lúc này, sếp đã ăn tối và quay lại. Anh chàng có râu đông cứng ngay lập tức. Với một âm thanh đột ngột, tủ lạnh mở ra, con ma với mái tóc bồng bềnh từ từ bò ra. Người đàn ông lồm cồm lao ra ngoài. Khi vừa bước ra, anh đã đụng phải một con quái vật với đôi mắt nhức nhối. Anh chàng có râu bị đứng tim và ngã xuống đất. Đó là một trò đùa nối tiếp khác. Các nhân viên làm thêm giờ vẫn không chịu nghỉ. Như mọi người đã thấy, anh chàng có râu đã không còn nhịp tim. Sếp đề nghị rằng họ nên về nhà trước. Anh ta ở một mình để giải quyết hậu quả. Cô gái run run đưa tay ra giúp anh chàng có râu, anh nhắm mắt. Thì ra anh chàng có râu cũng đang chơi khăm. Có tiếng động từ phòng làm việc, mọi người ra mở cửa nhưng sững sờ. Sếp treo cổ tự vẫn. Mọi người chưa kịp phản ứng thì sếp đã không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Trò đùa giống như búp bê này ly kỳ không ý, không kém gì tàu lượn siêu tốc series. Cô gái muốn thoát khỏi trò chuyện nhóm. Trước khi đi, sếp muốn dán một tấm biển hư hỏng trên cửa tủ lạnh và yêu cầu anh chàng có râu đi tìm băng keo. Khi anh bước vào văn phòng, anh thấy xác của anh chàng có râu nằm trên mặt đất, đã lạnh cứng. Sếp chìm trong suy nghĩ. Anh chàng có râu đã quá hoảng sợ và xô ngã tấm biển trên bàn. Chiếc đinh thép dài 40m đâm thẳng vào người anh ta. Lúc này, giọng nói của anh chàng có râu từ ngoài cửa truyền tới càng lúc càng gần. Đột nhiên trong văn phòng bị mất điện. Cả ba người đều dùng mình trước ánh sáng yếu ớt từ điện thoại di động của họ. Quay đầu lại, nhìn thấy anh chàng có râu đang đứng bên cạnh. Nó thực sự xác nhận câu nói. Gặp đại nạn mỗi người tự lo liệu. Ngay khi vừa trốn trong văn phòng, Đại Sơn đã bắt gặp xác của sếp. Thực tế, sếp đã bị trượt chân khi treo cổ, anh đã chết trước khi chưa kịp thắt dây an toàn. Lúc này, sếp bước vào như một thây ma. Cả hai cắn răng chịu đựng và lao ra khỏi văn phòng. Nghe nói ma mạnh nhất trong thang máy. Vì vậy, cả hai quyết định đi cầu thang bộ. Cô thấy chiếc giày của mình dưới đất, nhưng đôi giày rõ ràng là trên chân cô. Màn hình chuyển, trở lại văn phòng. Hóa ra đây là một trò đùa khác của sếp. Hai cơ thể thực sự là hình nộm silicon. 3 giờ sáng, được cho là thời gian mà ma nhập. Hai người cùng lên thang máy và chuẩn bị về nhà. Nhìn thấy cô gái và những người khác vẫn không quên chế giễu họ vì sự rụt rè. Đột nhiên một cuộc điện thoại của cô thư ký khiến họ đứng hình ngay lập tức. Trên thực tế, Đại Sơn và cô gái đã chết ngay từ đầu. Hai người hoảng sợ ngã xuống lầu và chết. Có một câu nói ở Thái Lan rằng những người vừa chết không biết rằng họ đã chết. Sếp biết sự thật đã quá muộn, cùng với một tiếng hét, thang máy lao xuống vực sâu vô tận.